make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. Hello chào anh em, trước khi đến clip ngày hôm nay thì mình thông báo là cao su gấp cao test vẫn có hàng ha, đủ màu cho cái xe anh em ha. Rồi ok vậy thôi, còn nhắn trên gấp là như thế này. Đó, ok, chào con clip đi. Ở đây gần hơn nè, anh em nhìn cái này đó, anh em nào biết cái nào là hàng real, cái nào là hàng fake đó comment nha. Qua đây là A, đây là B đó, xem rồi hồi cuối kết quả thì clip mình á thì anh em nào trả lời đúng ha đó, không cho tua nha, không tua. Ừ mà đăng này đâu được tua, họ mình sẽ chế độ công chiếu anh em coi chắc không tua đâu đó. Đây bên đây, đây đây A B đó, anh em xem thì cái nào là hàng real, cái nào là fake. Đầu tiên mình sẽ show cho anh em xem ha. Để ngay đây à. Dạ công nghệ sao chép tụi nó đỉnh quá trời đỉnh nè. Như thật á anh em. Là như thật luôn, thiệt như thật. Đây. Đây nè cái bô. Leo bên xi. Đó. Đây. Đây là đít bô. À nè thấy không? Đây là đít bô đây. À. Đâu. Rất là từ từ luôn, cho anh em đón luôn. Cây này nè, cây số 1 nha. Đó. Đây. Đó, giờ mình sẽ cứ từ từ. Không gì phải vội hết. Đó. Anh em xem nha. Đó, giờ mình sell trước, sell cho anh em xem hai cây trước. Rồi mình sẽ nói cái nào thật, cái nào giả sau. Đó, cho xem cái đã. Ta lấy F1 nè, super fat đó, hay là hàng real đó. Rồi mọi cái đó là như thật rồi. Rồi tiếp theo đây, rồi con này trước đó, rồi lòng trong à. Cái này là lon rêu hay lon phách đây à. Coi đi nha, coi xăm soi tìm tòi à. Rất ư là từ từ à. À, đây là rêu hàng phầy. Cầm như vậy nếu như mà một anh em mà không phải trong ngành chơi xe đúng không à, hoặc là trong chơi xe chập chững nhìn hai cây này khó mà phân biệt được à, như giờ mình sẽ giải đáp lại ngay bây giờ. Rồi giải đáp như thế nào, cây này cây mà mình cho anh em coi trước đó là cây super fat và cây này là cây leo rêu à, mình sẽ cho anh em xem những đặc điểm nhận dạng nó giống và khác nhau ở mức độ mà nano à, chứ mà cm là giờ mình không thấy đâu à. Cm là nhìn mấy cái này không ra đâu nha. Chỉ chế độ nanomet. Ok. Spot. Cameraman ơi. Tấn. Nó dành cái thước đô ly Tấn. Đó. Đó. Đó đó. Thước đô ly không phải thước cầm. Cây này là cái thước đô ly. Anh không kêu cái này thước cầm chưa. Đây. Cái này đo sao ta. Đầu tiên thì đỡ cho nhanh nhằm chán thì mình sẽ đo cái đít trước à, cái này là lon rêu nha anh em à, mình sẽ đo đường kính của cái đuôi cho những anh em nào mà xem à, đây đuôi, cái phần đuôi này á nó là 54 mm à,
À, cái phần đuôi này 54mm nha anh em. À, và cái khác biệt đầu tiên đó là cái đuôi, đuôi bô. Thì cái đuôi bô của hàng Real á là 51mm. À, còn cái hàng quay 54, còn cái hàng quay á chính là 51. Đó, đây. Đó, đẹp thấy không? Thước mình hơi cũ rồi nha anh em. Thước hơi cũ nên có thể anh em nhìn hơi bị khó. Đó. 51. À, rồi. Cái hàng phát á thì cái đít này nó sẽ là 51, còn cái hàng reel là 54, có nghĩa là cái lon reel thì cái đít sẽ to hơn. Đó, anh em mình thấy mình ập nó sẽ sát sắp vô luôn nè, thấy chưa? Đây. Nên ập là sắp vô luôn, nó sẽ bự bự hơn chút. Đó. Rồi. Phần đuôi. Phần đuôi á thì nó rất là giống. Nhưng mà nó sẽ khác ở một tí nữa là phần này. Chiều ngang của cái lon reel là 51.5. Đó. Đây, 51.5. Còn bên đây là 53. Đó. Lon quay nó sẽ là 53. Đây. Nói chung là đo bây giờ cầm mình có một mình quay coi khá là khó, nhưng mà cái lon quay này mình đo là 53, cái lon reel là 51. Có nghĩa là đầu á bên đây lon reel á là khi mà đầu vô của nó là 54 mà đường ra là 51. À. Còn lon quay á thì đường vô á là nó là 51 mà ra là 53. Mà cái đuôi này á của hàng quay á thì nó làm rất là lộn xộn. Có cái làm 51, có cái làm 2, có cái làm 52.5, có cái làm 53. Không có đường nào mà làm luôn. Đó. Còn cái tiêu này á là cái tiêu của lon quay nha anh em. Nó là F1. Đây, gắn vô. Đó, này anh em thấy mình gắn vô đó là vừa. Đó. Thấy không? Gắn vô đó là vừa. Đó, nhưng mà mình dùng cái tiêu này mình lắp cho cái lon reel. Không vô. À. Nè. Không đường nào vô đâu. Nè. Nè. Cái chuyện này rất tự nhiên nè, không vô đúng không? Nhưng mà mình lắp cho lon quay là thả tự nhiên lại vô nè. Đó, anh em thấy không? Nó như vậy là anh em biết là mình không có sử dụng cái kỹ thuật nào để nhét nó vô hết đúng không? Đó. Đây là vô hay nè nè. Đó, vô. Còn cái lon reel là không có đường nào mà bỏ cái này tiêu này vô được hết. Đó. Anh em thấy không? Đấy. Cho dù lắc cũng không vô nữa. Không? Có nghĩa là người ta sẽ không bao giờ bùa được cho anh em là một cái tiêu của lon quay mà đổi với cái tiêu lon reel đâu ha. Đó. Rồi, tiếp theo đó chính là phần tem. Đây. Tem. À. Cái ở trên là tem của lon quay và ở dưới là của lon reel. Cái phần á nhìn như thế này này. Đó. Anh em thấy cái phần tem nó sẽ bị hí lên hai cạnh hai bên không? Đó, đây. Đó, khi mà dán á, mức độ sẽ rất là dày. Đó, anh em thấy không? Đây. Còn cái lon reel ôm sát cái cực cạnh. Đó, tiền nào của nấy mà anh em. Cái lon này là mình bán 3.500.000 nha anh em. À, lon leo Wensi bạc đời 2014. Lon này là 3.500.000. Đó. Đây. Thì nói chung là rảnh rỗi thì làm trình nhíp thôi. Đó, cho anh em coi. Thì chắc anh lớn á, thông thường cái clip mà phân biệt này á thì đã có làm rất là nhiều rồi. Nhưng mà mỗi người làm một cách trình bày ha anh em ha. Nên đừng có vô đây mà nói cái mẫu mà làm phân biệt này người kia đã làm rồi. Nấu cơm á, anh em có bao giờ nói là bên hàng xóm nó đã nấu cơm mày bắt trước nấu không? Thì mỗi nhà mỗi nấu, ai cũng phải nấu cơm thôi. Nó có chuyện mà làm phân biệt này á thì ai cũng làm đó, nhưng mà quan trọng là ai làm anh em coi hiểu thôi, còn coi không hiểu thì cũng ráng coi cho hiểu nha, chứ giờ này biết sao giờ ha. Đó, chứ không có thể nào mà nói bên A bên B bên C gì đó người ta làm rồi em bắt trước tào lao. Ai cũng phải làm, quan trọng là anh em thích ai coi có ai thôi đúng không? Đó. Rồi, cái đặc điểm thứ hai là cái này đúng không? À, thứ nhất, thứ hai, cái này thứ ba rồi. Và cái đặc điểm mà rất đặc biệt khi mà anh em mua một cái lon leo mà hàng reel á là có Tấn ơi, hãy mấy cái bịch đó thì anh đi Tấn. Bịch. Ở đây mày. Này, cái họ cái ống đó luôn. Khi mà anh em mua cái lon leo reel á thì anh em sẽ có những cái phụ kiện đi kèm. Đó chính là mẫu mã
thì bên bển á người ta xuất xưởng về là cho anh em có cái này. À, đây đồ, đây có cái này anh em thấy không, đây à, aluminum à, cái hộp cái bịch như thế này để đựng một cái lon rêu, thì một cái lon rêu đựng trong đây đó, rồi xong là cái cuốn như thế này đó, chính xác không? Rồi Carbon em sẽ được đựng trong một bịch như thế này riêng đó, hàng chính hãng của Levensy đó. Rồi lò xo vô, đây lò xo vô Levensy, cục nhôm canh, cái cục này gắn đâu, cục này gắn ở trên bắt bô đó, cặp vô như thế này đó, để cắt cái bồ ra khỏi cái gắt chân của xe này mà ha. Rồi một cây móc bô đó, ốc tán kèm theo đó, đây thì gắn cây bồ đó, ha. Rồi thì mấy cái này á, thì chỉ có hàng riêu mới có thôi đó, chứ phay không ai mà làm mấy cái này cho anh em đâu, đó, không bao giờ họ làm mấy cái này cho anh em ha, chỉ có lần riêu anh em mới có cái này thôi. Còn đặc điểm gì nữa ta? Thì mình mỗi cái đời á, lon leo rêu á, thì mỗi đời nó sẽ quấn cái đường nỉ này khác nhau, nó không có làm giống nhau. Đó. Clip này anh em nhìn sẽ rất là rõ. Đó, clip này nè, đây. Cái đường nỉ của lon leo rêu anh em thấy là cái như thế này. Đời này 2014 nha. Đó, mình lưu ý cho anh em coi là chúng ta đang xem cái bô Levensy bạc đời 2014 nha. Tại vì mỗi năm mỗi đời thì cái lon leo sẽ có cải tiến về phần cái quấn nỉ ở trong, rồi tem này đặc biệt là 2018, 2019 là cái tem này nó sẽ làm chữ cắt titan, nhìn rất là thần xuất đó, chứ không có tem nhôm. Đấy, để anh em thì khi anh em mua cái tem mà nó giống như cái clip của mình đang cái clip mà mình đang cho anh em xem á, anh em nói anh em mua đồ phay thì cũng tào lao. Rồi cái mối hàng á, quên nữa, không ngờ các đại ca sẽ cho anh em coi về cái mối hàng. Cái mối hàng của hàng leo phay á, ở đây chúng ta sẽ có cái lon này là nó đều hàng mít đó, nên ban đầu mình nói anh em á là bây giờ nó cấp độ nano rồi đó, nó hàng mít luôn. Chúng ta đang cầm lon phay nha, đó nó hàng mít luôn anh em thấy không, đấy có hàng mít, không phải là hàng giấy cá nữa. Đấy làm sao đây đó, nó không phải hàng giấy cá nữa nha anh em. À, nó hàng mít luôn. À, nhưng mà phần đít nha, chúng ta sẽ nhìn rất rõ là nó suông 51 mà, nó không phải là 54, 51 nó sẽ suông đều qua luôn. Đây. À, còn cái lon rêu á thì cảm giác nó sẽ có một cái độ là móc xuống ở đây khớp, anh em có thấy không? Để này. À. Anh em thấy chưa? Một cái là hẳn băng, với một cái là sẽ có cái đầu khớp vô đó. À, nhìn rất là rõ đúng không? Đó, hay chưa, hay chưa, hay chưa? Đó, rồi. Thì nếu như anh em đã chơi toàn bộ đồ tiện, anh em dọn cái chiếc xe là tầm mấy chục triệu đó mình không cần biết, nói chung là anh em chơi đồ xịn thôi, quan trọng thích đồ xịn thôi. Thì mà anh em mua bô này, một cây bô chỉ 3,5 triệu thì cái lon này 3,5 triệu nó không thấm thiết gì hết. Mấy cái lon Yoshi nè 6-7 triệu, nè nguyên set Yoshi 10 mấy triệu, anh em mua nổi không? Lẽ cái lon kia có 3,5 triệu mua không nổi đó, mà chỉ sợ á là anh em mua nhầm, tại bây giờ á là công nghệ nano rồi, hay thời đại 4.0 rồi, nó copy rất là ghê đấy, nó copy rất ư là ghê, nên rất là sợ anh em mua nhầm ha. Thì mình làm clip hôm nay á là cho anh em coi, anh em biết về cái vô thật vô giả nó ra làm sao, nó như thế nào, rồi rồi chắc cậu mẫu mã nó đã được cải tiến như thế nào rồi ha. Thì với cảm nhận của mình đã test, đã sử dụng qua hai cây bô này thì âm thanh của hai cây bô tạo ra đó chính là 9 và 10, nó không có khác gì nhiều đó. Hai âm thanh của hai cây bô này nếu mà anh em ngồi mà nghe thì nó là tạo ra là 9 và 10 thôi, nó không khác nhau nhiều đó. Ây da, sức dài chút nữa.